lối chỉ dẫn thoát hiểm đôi khi lại dẫn đến cửa tử. Hay chỉ có cầu thang bộ, không cửa ngăn cháy, không hệ thống tăng áp buồng thang. Hệ thống thoát nạn tại một số khu nhà tái định cư đang khiến không ít người dân sống trong cảnh bất an. Những năm gần đây, mô hình nhà tái định cư xuất hiện nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được cho là lời giải cho bài toán khó về chỗ ở của người dân sau khi triển khai các dự án có thu hồi đất. Đây cũng là lựa chọn đối với những người thu nhập thấp bởi giá bán thấp, lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, niềm vui của các cư dân các khu tái định cư không kéo dài được lâu. Chất lượng kém, xuống cấp nhanh. Hệ thống chữa cháy, thoát nạn không đảm bảo nhưng lại không thể thay đổi một sớm một chiều. Vậy nếu xảy ra sự cố, người dân có thể thoát nạn bằng cách nào? Cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 8 năm 2016, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết công tác phòng cháy tại nhà tái định cư của Hà Nội không đạt yêu cầu, thậm chí có nơi không có hệ thống báo cháy, còi cảnh báo không hoạt động. Trước chất vấn của các đại biểu, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cũng cho biết đó là tồn tại do lịch sử để lại. Trọng yếu, trọng điểm, ví dụ như là nhà công trình cao tầng, chung cư tái định cư tồn tại lịch sử, có lịch sử để lại. Đấy, có những cái vấn đề nhà tái định cư là cái điều kiện nó cũng rất là hạn hẹp trong cái đầu tư trang thiết bị. Thế thì trước đây thì cũng đã đầu tư, thì quá trình sử dụng thì nó cũng hư hỏng. Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cũng cho biết vẫn còn kẽ hở trong cơ chế quản lý, kiểm soát về phòng cháy chữa cháy ở khu nhà tái định cư. Có phạt nhưng mà cái tác động gọi là để thúc đẩy cái việc chấp hành thì nó chưa đi đến một cái kết quả cuối cùng. Hay là kể cả cái việc tổ chức cái việc thực hiện cưỡng chế thì cũng chưa thực hiện. Và cái này thì báo cáo ông chí, đây là một vấn đề cưỡng chế để chấp hành cái việc trang bị đầu tư cho cái việc an toàn phòng cháy cháy là một vấn đề, nó cũng là một vấn đề cũng không đơn giản. Có nhiều nguyên nhân khiến nhà tái định cư có thể xảy ra cháy nổ, nguy hiểm nhất là từ nguồn điện và nguồn nhiệt. Nhà chung cư tái định cư cũng đã xảy ra một số vụ cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó một số nguyên nhân chủ yếu xảy ra và đã được Cảnh sát Phòng cháy thành phố Hà Nội khuyến cáo. Thứ nhất, đó là vấn đề đảm bảo an toàn điện. Đấy, vừa qua xảy ra một số vụ cháy như xảy ra tại khu chung cư Sala và một số các vụ việc khác xảy ra là liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn điện. Và đây là một các cái nguyên nhân chủ yếu gây ra các cái vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vừa qua. Và chúng tôi đánh giá là 60% nguyên nhân các vụ cháy liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn điện là vấn đề xảy ra tại các chung cư cao tầng nói chung và chung cư tái định cư nói riêng. Thứ hai là các vấn đề liên quan đến vấn đề để sơ suất trong vấn đề sử dụng lửa. Ở đây thì nó cũng rất nhiều các vấn đề, bởi vì vừa qua là trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra rất là nhiều, đặc biệt trong vấn đề về thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã và vấn đề sơ suất trong sử dụng lửa trong đun nấu. Hỏa hoạn hoàn toàn có thể xảy ra, thế nhưng đây lại là hệ thống thoát nạn tại một số khu nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội. Khu tái định cư Đền Lừ, Hoàng Mai, biển chỉ dẫn thoát nạn chỉ được treo cho có. Không có đèn chiếu sáng sự cố, đồ đạc ngổn ngang. Lối thoát hiểm như một chiếc bẫy chết người. Còn đây là nhà tái định cư Bảo Sơn, Long Biên, Hà Nội. Ngoài thang máy, nhà tái định cư chỉ có hai lối cầu thang bộ, không có tác dụng thoát nạn trong tình huống xảy ra cháy, nổ. Chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận là đối với các nhà chung cư tái định cư hiện nay, chúng tôi chỉ nói là đối với những tòa nhà trước đã hoạt động cách đây 5-10 năm là các điều kiện an toàn gần như không đảm bảo.
Đấy, như chúng ta đi kiểm tra cái tòa nhà tái định cư này, nhà có hai cầu thang bộ dùng để thoát hiểm, tuy nhiên đều không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy. Đây là đều cầu thang hở. Và đã đối với điều kiện cầu thang hở thì đương nhiên là không thể phục vụ cho việc thoát nạn khi sự cố xảy ra. Mà trong điều kiện thoát nạn thì đối với các yếu tố đối với nhà cao tầng đó là gì? Là tập trung phần lớn dân cư, điều kiện cháy rất là nhanh và phát triển nhanh mạnh theo các hướng, đó là hướng lên cao và hướng ngang theo dọc trục các trục kỹ thuật của tòa nhà. Trong tình huống nguy hiểm nhất, cháy ở phía tầng hầm hoặc các tầng thấp. Lúc này, lửa và khói khí độc bao trùm khu vực phía dưới, việc di chuyển xuống dưới là không thể. Có hai giải pháp thoát nạn. Thứ nhất, lên tầng thượng hay còn gọi là khu vực mái. Giả định là tình huống xảy ra ở dưới tầng 1, thì khói nó sẽ len lỏi lên tất cả các tầng trên cao như vậy. Thì người dân thoát như thế nào? Ở đây có hai vấn đề. Là khi khói đã lọt vào nhà có hai cầu thang thoát hiểm, thì bây giờ nếu mà khói đã lọt vào cả hai tòa, hai cầu thang thoát hiểm thì đương nhiên là mất tác dụng cầu thang thoát hiểm rồi. Do đó là người dân sẽ không thể sử dụng các tòa thoát hiểm như vậy. Thì đương nhiên là người dân sẽ phải thoát hiểm lên cầu thang mái. Mục đích sử dụng là người ta chỉ kiểm tra trên phần mái thôi. Tuy nhiên là đối với trong trường hợp khẩn cấp, đây chính là một cái lối thoát hiểm. Trong quá trình di chuyển lên cầu thang mái, tốt nhất người dân nên sử dụng chăn, vải ướt để thấm nước, trùm lên người và che mũi, vừa tránh ngạt khói, vừa hạn chế ảnh hưởng của lửa. Trong trường hợp khói đậm đặc, có thể cúi khom người, thậm chí là bò men theo tường. Bên cạnh đó, việc xây dựng cầu thang lên mái cũng cần phải tuân thủ những quy định an toàn cho người dân trong việc di chuyển. Thì cũng đã yêu cầu là đối với cái vị trí mà thoát hiểm lên mái là phải có mở rộng thêm, tránh cái độ dốc quá cao. Nghĩa là như vậy người dân sẽ khó leo trèo lên được. Và thứ hai là phải có cái vị trí là có cái khóa để bên ngoài, để khi trong tình huống khẩn cấp không phải gọi lực lượng bảo vệ đến mới mở được. Bởi vì lực lượng bảo vệ chỉ ở tầng 1 thôi, mà phải có một cái ổ khóa và trong trường hợp khẩn cấp được phép là sử dụng để người dân có thể lên mái một cách dễ dàng để chờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Còn đối với các trường hợp khác, đối với các cái cầu thang phụ khác hay là tòa nhà thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo đối với ban quản trị cũng như là Ủy ban nhân dân quận Long Biên cũng như thành phố là sẽ có cái giải pháp hỗ trợ về kinh phí để đầu tư thêm về cái điều kiện giải pháp an toàn phòng cháy cháy cho các cầu thang thoát hiểm. Hiện nay chưa đảm bảo quy định an toàn phòng cháy cháy là không có hệ thống điều áp buồng thang và không có hệ thống cửa chống cháy theo đúng quy định. Thứ hai, khi không thể thoát ra ngoài vì khói quá đậm đặc, thì người dân có thể di chuyển ra ban công kêu cứu. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên dán băng dính ở các khe cửa để ngăn khói vào nhà. Và thứ hai là khi đã không thể thoát hiểm lên sân thượng được thì người dân hãy khẩn trương là vào các phòng của gia đình mình đang ở và sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy. Đây hiện nay chúng tôi cũng đã khuyến cáo là sử dụng băng dính, dán các cái bộ cửa hoặc là rẻ ướt, sau đó là đóng kín cửa lại để làm sao khói không lọt vào bên trong và ra các cái ban công của tòa nhà để chờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để cứu hỗ trợ. Nếu không có băng dính, có thể sử dụng khăn ướt để chèn cửa. Sau đó dùng áo, khăn, vải sáng màu di chuyển ra ban công, ra dấu hiệu cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Trong trường hợp trời tối, có thể sử dụng đèn pin, điện thoại để lực lượng chức năng dễ phát hiện người gặp nạn. Để phòng ngừa hỏa hoạn, nâng cao ý thức người dân, lực lượng chức năng đến từng hộ gia đình để tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy.
Đặc biệt, cán bộ phòng cháy chữa cháy còn hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống điện ga như thế nào để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là qua xem cái khu vực để bình ga của các bác, đúng không ạ? Rồi. Thứ nhất là rất nhiều dụng cụ để trong này. Thứ nhất là vị trí chật hẹp. Thứ hai nữa là bình ga của bác gì ạ? Được đẩy sâu vào trong và phía ngoài này rất nhiều vật dụng để lẫn. Ừ, đúng không ạ? Nếu chẳng may xảy ra sự cố rò rỉ ga thì các bác làm như nào? Rất nhiều vật vướng như này thì các bác khó có thể gì ạ? Thò tay vào được. Khóa van bình ga. Ừ. Đúng không ạ? Tại vì nó vướng. Ừ. Thế yêu cầu của gì ạ? Đơn vị và cơ quan chức năng và đặc biệt là anh em phòng cháy yêu cầu các bác phải để gì ạ? Những cái bình ga để nơi thông thoáng và không có những cái vật cản này. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nếu để như này mà chẳng may xảy ra sự cố chập cháy hay là dò gì thì bác cái gì ạ, thò và cúi xuống rất gì ạ, nhiều vật dụng nó vướng, đúng không ạ? Mà lúc đấy thì bác không thể nhìn thấy van khóa ga được. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì đề nghị bác để nơi thông thoáng và gì ạ, để ngay sát ngoài, đừng để những vật chèn như thế này vào trong khu vực bình ga, rất nguy hiểm, đúng không ạ? Mặc dù chật chúng ta đừng tiết kiệm. Lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình, người dân tự đóng góp sửa chữa trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Nguồn kinh phí 2% không có là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dân phải tự đóng góp, nhưng thực ra mà nói dân tái định cư là dân rất nghèo. Cho nên vấn đề quyên góp, đóng góp này khác để mà xây dựng tòa nhà phát triển hơn nữa thì thực ra mà nói thì cũng dần dần từng bước một. Chứ mình đùng một lúc mà làm ngay thì có thể là không tiến hành công việc được ngay được. Cho nên chúng tôi sẽ tiến hành từng bước một, thí dụ là cái nhất là xây dựng cái hệ thống an ninh về phòng cháy chữa cháy là cái quan trọng nhất để đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân. Trong đó là có như thế là tất cả các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà sửa chữa, phương hướng sẽ sửa chữa lại toàn bộ, bảo dưỡng truy tu bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cái nhất, cái hai, giáo dục cho nhân dân trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cái cách thoát nạn phòng cháy chữa cháy. Cái thứ ba là tập trung tổng vệ sinh tất cả những dụng cụ đồ nghề sinh hoạt của toàn bộ chung cư để chúng tôi chuyển đến nơi khác, mà hiện nay chúng tôi đã tiến hành từng bước một và đã làm tốt công tác này. Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.